Chào bà con nha, hôm nay bà con con LV nè, Pikino nè, Pikino LV 3.200-5. Đây không có đèn nha, gió không đèn. Đẹp bà con ơi, bảo hành 5 luôn bà con. Mấy góc bự dành cho anh em nào mà để xe cổ lúa hay là bơm dân thể là ok luôn nè. Nó xài được bơm dân thể 1x10 nè con. À, xài bơm dân thể 10, dân thể 5 là ok luôn. Made in Japan, Made in Việt Nam nè. Nhớt nó là 6 lít nha bà con. Đẹp đúng không? Mới trong thùng bảo hành 1 năm luôn. Ôi, 20 chặt đổi mới thôi. Dây đèn đâu con. Rất đẹp. Con nào chạy cụ phát hai mấy ký là vừa nè, cụ phát có 24 ký là vừa. Đây này, các sắc sảo rất là đẹp bà con ơi. LV 325 là 32.500 đó bà con. Im nè, chát thùng. Cái này dành cho cổ lúa mấy công suất lớn rồi nè, là con này ngon. Quá đẹp. Nước sơn rất là sắc sảo luôn. Ống dầu rất cố định luôn. Sáu lít nhất. 232 kg. Nguyên con, dung tích xi lanh là 1413 cm khối, tốc độ là 2004, tôi nhanh đó con. Alo, dạ đúng rồi anh, sắp chăng anh, đúng rồi. Bưu điện đem tới nhà cho anh trả tiền nó thôi. Dạ đúng rồi, 100.000 tiền cước đó anh. Tám triệu tám, 10.500. Dạ rồi, ok anh. Đây, LV 3.200 đã 5. Dùng để kéo cổ, xe cổ rồi nè, xe công nông độ chế rồi con. Hay dùng đặt mấy ủ chẹt, ủi phà rồi là nó đây. Có đề đầy đủ nha, bà con muốn có đề thì đề, không đề là không đề. Gió nước đầy đủ. Bảo hành 1 năm rồi con. Rồi, bà con nào có nhu cầu alo 088 635 6707.